Cậu Nai vẫn chưa liên hệ lại với ông chủ sao? Phải. Nếu trong ngày mai Nai còn chưa liên lạc lại thì tôi sẽ bay thẳng tới nhà chung chăng. Dạ. Tôi nghĩ cho dù cậu Nai có trở về nhà được thì ông chủ cũng không nên tha cho bà anh ông. Phải. Bây giờ cũng đã tới lúc tôi phải dứt khoát thẳng tay diệt trừ kẻ làm ô uế thương hiệu trang sức Paradise của tôi. Ôi, ôi nè, làm sao vậy? Tôi không biết nữa. Nè, không hay rồi, mở xe đi. Không quay xe được rồi, đằng sau có xe. Cái gì? Ôi. Chuyện nè. Tối rồi hả? Mau lên. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Chúc cô cậu may mắn. Thank you.
cô. Sao vậy? Sao nhìn cô giống như sợ bị ai nhìn thấy vậy? Hả? Tôi á hả? Ờ. Sao tôi lại không muốn người khác nhìn thấy chứ? Tôi chỉ muốn về nhà liền thôi. Đi thôi. Khoan đã, vẫn chưa tới nhà cô hả? Chưa tới đâu, còn 3 cây số nữa mới tới làng có nhà của tôi. 3 cây số nữa? Nếu vậy thì tại sao hồi nãy cô lại đòi xuống xe luôn? Anh à, anh nhìn cho rõ đi, đường thì vừa tối vừa hẹp, lái xe lại không quen đường. Nếu như chúng ta cứ cố đi tiếp thì chắc chắn xảy ra tai nạn. Chúng ta mau đi thôi. Cô. Ôi, đâu? Nhưng tôi đói rồi. Bên kia có quán ăn, để tôi mua gì đó. Ôi, ăn. Anh, bác Phong thấy đó. Gì vậy? Bác Phong. Ai vậy? Thì là bác Phong. Bác Phong đó, người bán, chủ quán đó. Vậy càng tốt. Tiện xin bác ấy chút đồ ăn luôn. Anh. Ai đang nói chuyện to tiếng bên ngoài đó vậy? Hả? Mau qua đây. Ơ, hả? À, cô Tẻo. Nè, tôi nghe nói là con gái cô đã ly hôn với chồng rồi, có đúng không? Ôi, có chuyện gì trong làng mà chị Phong không biết không? Ơi, tôi còn biết tại sao con gái cô và chồng ly hôn với nhau nữa. Ôi, chị Phong đừng có nói ai nha. Ờ. Biết thì giữ bí mật giùm đó. Ờ, chuyện xấu hổ không nói đâu. Nè, tôi sẽ cố gắng ngậm chặt cái miệng tôi lại. Ờ, cảm ơn nha, tôi đi về đây. Chúc may mắn nha, và cẩn thận ha. Ờ. Chị Phong, bán chai nước mắm. Nè, 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 siêu thị cô biết mini. Chưa? Con gái của cô Tẻo đằng kia kìa, cái người vừa đạp xe đi qua đây đó. Nè, con bé nó vừa mới ly hôn với chồng rồi, tại vì nó bắt quả tang chồng đi ngoại tình. Trời ơi. Anh nhìn đi, đã hiểu chưa? Là bác Phong mà biết được chuyện của chúng ta. Nước mắm của cô nè. Ừ. Mà đừng quên, phải giữ kín chuyện mà tôi kể nha, đừng có hở miệng ra. Cô Tẻo mà biết chắc chắn tôi bị la chết à. Vậy chứ vụ này chị yên tâm, em xin hứa không có kể dài hết trơn đâu chị. Vậy hôm khác tới thăm cô ha. Dạ dạ, vậy thôi em về nha. Có gì được lần rồi, sau được tiếp rồi. Nha chị. Dùng hết nước mắm lại mua nghe. Dạ. Ừ, chắc chắn rồi chị. Sao không thể để bác Phong nhìn thấy cô? Cô đã gây ra chuyện gì hả? Không. Đừng lừa tôi. Tôi nói cũng được thôi, nhưng anh phải bình tĩnh nghe hết đó. Nói đi. Trộm chanh. Tôi và anh Bon từng lừa tiền dân làng. Lừa tiền? Sao cô lại lừa tiền họ? Cả đời vất vả tằn tiện kiếm cơm, sống một cuộc đời như mọi người bây giờ thì cả đời cũng không thể nào mà giàu lên được. Nói cũng đúng. Nếu đúng giàu phải để tiền làm việc. Nghe kỹ nha, có nghĩa là chúng ta sẽ gửi hết tiền của chúng ta cho nhà đầu tư chứng khoán là người chuyên nghiệp, họ sẽ đầu tư vào các công ty trung chuyển. Phải, sau đó thì mỗi ngày chúng ta sẽ nhận được tiền lời, mỗi ngày 10% tiền vốn. 10% hả? Nếu tiền vốn 1.000 bạc thì tiền lãi mỗi ngày 100. Một tháng có 30 ngày sẽ kiếm được 3.000 bạc. Một năm là 30.000 bạc. 30 ngàn. Ôi trời, nhiều quá vậy. Quá tôi đóng 100 ngàn. Khi dân làng tin tưởng, họ đã đưa tiền cho tôi và anh Bon đi đầu tư. Khi nhận được tiền, tôi và anh Bon đã ôm tiền chạy tới Bangkok. Nên dân làng mới nói là nếu gặp lại tôi và anh Bon sẽ giao chúng tôi cho cảnh sát. Vậy tại sao cô lại lừa tôi tới đây? Rõ ràng cô biết chỗ này không an toàn mà. Tôi không có lừa anh. Tôi chỉ định là
quay lại đây để lấy tiền rồi tới giờ đi một cách thật yên lặng mà thôi. Sau đó tôi sẽ đưa anh tới một nơi an toàn cho anh trốn đi. Nhưng bây giờ chúng ta không thể để bất cứ ai biết tôi quay lại được, đặc biệt là bác Phong. Anh cũng thấy rồi đó, nếu bác Phong mà biết, thế giới biết. Cô, qua đây. Không, Quang, anh định đi đâu? Tôi đã quyết định rồi. Tôi phải nhanh chóng tới làng của cô ngay, nhờ người chặt đứt cọng tay này. Xong xuôi rồi thì đường ai nấy đi thôi. Không được đâu, tôi đã nói rồi, tôi sẽ không để anh đi một mình đâu, tới khi anh an toàn. Ở cùng với kẻ lừa đảo như cô mới là nguy hiểm nhất đó. Ngay cả người dân trong làng của mình mà cô cũng nhẫn tâm lừa họ, vậy sao mà tôi tin cô được? Tôi đã nói với anh là tôi không cố ý lừa họ mà. Anh Bo nói với tôi muốn dùng tiền để đầu tư, sau đó sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi. Vậy là cô tin sao? Thì tại tôi ngu, tôi yêu anh ta. Không phải tình yêu sẽ che mờ hai mắt sao? Tình yêu khiến người ta ngu ngốc đi. Có nói thì anh cũng không hiểu được đâu. Loại người giống như anh chắc đa nghi tới độ chẳng yêu nổi ai. Tôi có thể hiểu được cho cô, và cũng rất thông cảm cho cô. Nhưng tôi thực sự không thể đi tiếp cùng cô được. Nếu cứ đi với nhau tiếp thì tôi sẽ không ngừng đa nghi thêm, và cũng lo cô sẽ gây chuyện gì nữa. Anh, có xe tới. Quay đi. Tôi phải nhờ họ tìm người chặt đứt cọng tay này ra, rồi từ đó chúng ta đường ai nấy đi. Không được đâu. Anh nghe tôi nói đã. Tôi đã nói rồi, trước khi được an toàn thì không thể tách ra. Nếu anh muốn được an toàn thì tôi phải an toàn đã, sao có thể bỏ chạy nửa đường chứ. Nè cô, nếu cô lo là họ sẽ giao cô cho cảnh sát thì cô yên tâm đi, tôi sẽ nộp phạt bảo lãnh cô. Ôi, tôi xin anh đó, anh đừng đi mà. Yên lặng đi mà, yên lặng đi. Ôi, ăn cướp hả ta? Ôi, không được đâu. Anh. Ôi, nghe lời tôi đi, đừng ra ngoài nữa đâu. Không, không được. Anh. Ôi. Ôi. Dừng lại, cái tên khốn kia, mau thả cô ấy ra ngay. Thả ra. Mày. Ôi, đừng có đánh mà. Đừng mà. Chăng tối là chăng thiệt đó hả? À, phải, là tôi đây. Tối. Tối, lâu lắm không gặp anh, sao rồi? Anh có khỏe không? Tôi khỏe lắm, tôi rất vui, tôi thật sự vui lắm. Được gặp cô ở đây hôm nay khiến cho tôi vô cùng vui mừng luôn, thiệt đó. Tôi cũng vui lắm. Rất là vui. Không phải Bon hả? Vậy thằng Bon đâu rồi? Tôi và Bon chia tay rồi. Ồ, đây là anh Nai, ông chủ của tôi. Còn đây là Tối, bạn của tôi. Ồ, ông chủ. Ui, bị cọng tay hả? Là như vậy Tối. Trên đường đi về đây tôi bị cướp chặn đường, còn bị chúng còng tay lại như vậy nữa nè. Thôi, hay là đi về nhà đi ha. Đi, tôi tiện đường đưa về nhà luôn. Không cần đâu. Không cần đâu. Tôi đi bộ một lát là tới rồi mà. Chăng à, đừng có sợ, tôi rất là hiểu cho cô luôn. Chuyện cô làm với dân làng không phải là do cô cố ý mà. Cô làm vậy là do bị Bon lừa thôi. Thật ra cô hả, vốn là một cô gái tốt bụng, tính tình của cô xưa nay chưa bao giờ xấu. Không cần phải lo đâu, tôi sẽ không có nói với ai là cô đã về rồi đâu. Lên xe đi. Thật chị à? Tôi là bạn của cô mà. Lên xe đi, chăng? Đi về nhà. Tôi thật sự cảm ơn anh. Được rồi, nhanh lên. Đi. Đi, nhanh. Đi, bên này nè. Đi. Cảm ơn anh. Về nhà, về nhà. Có lên được không vậy? Được, Tối. Thật sự cảm ơn anh nha. Ừ. Lên xe. Được rồi, ngồi chắc vào đó nha.
chăng à? Cô. Làng biên giới. Tối, dừng lại ở đây là được rồi. Tối, anh đi qua nhà tôi rồi. Anh định đưa tôi đi đâu? Mọi người, Chôm Chân đã quay lại rồi. Tối, là anh lừa tôi sao? Mẹ Chân, cô đã hại mẹ tôi đổ bệnh. Cô đã hại tôi gặp nhiều chuyện phiền phức như vậy. Bây giờ cô phải trả giá cho những hành động của mình. Mọi người, Chôm Chân đã về rồi. Mọi người, Chôm Chân đã về rồi. Đứng lên đi. Gì vậy? Nhảy. Chào cô. Ôi. Là Chôm Chân thiệt kìa. Mọi người ơi, Chôm Chân quay về thiệt rồi. Tối. Mọi người, Tối. Chôm Chân đã về rồi. Tối. À. Tối. À. Chẳng về, chẳng về. Bảo lên đi, chẳng đó, về rồi. Cẩn thận rồi nha. Mọi người mau lên, mau lên. Chôm Chân về rồi. Chân về cầm rồi. Đi nè. Ông ơi, chú chân về rồi, chân về rồi. Chân về rồi. Chân về thiệt rồi. Chân về rồi. Chân về rồi. Chân về rồi. Chân về rồi. Cái gì vậy? Chăn nó về rồi. Chăn nó về rồi. Chăn, chăn nào chứ? Trời ơi, là chăn bạn của mua. Cái đứa lừa tiền mẹ đó. Nó ngồi trên xe của tối đi hướng kia kìa. Hả? Nè, ê, đi, 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 mau lên, mau lên. Mọi người đuổi theo nó hết rồi. Đi, mau. Đi, ba mau mẹ lên. Chờ con với. Mau lên đi con. Mau lên. Đi, đi, mau, mau lên, nhanh lên con. Mau lên, mau lên. Chờ con chút. À. Mẹ. Mẹ. Chôm Chân về rồi nè mẹ ơi. Nó kìa, nó kìa. Mau mau mau. Mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên. Đứng lại. Đó kìa, đúng rồi. Chạy ha. Đứng lại đó. Đứng lại. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Đúng là mẹ Chân rồi. Chân về rồi nè. Chôm Chân mới về rồi kìa mẹ. Đứng lại. Không được chạy. Chịu xuất hiện rồi ha. Cuối cùng cũng về rồi. Chôm Chân đứng lại. Đứng lại đi. Mọi người mau lên. Nè, mau mau. Chạy đứng lại. Chôm Chân. Mau lại. Không được chạy về rồi. Lại đi. Lại đi. Mau lên, mau lại. Bắt lại cho nó trốn. Lại nè. Bắt lại mẹ lên. Túm của ba lại. Bắt lại mẹ. Mày mở nó. Đúng rồi. Cô còn định chạy nữa hả? Chân đi. Xích nè, xích nè. Cô chạy hả? Xích đi. Trời đất ơi. Đúng rồi. Xích đi. Xích đi. Đúng rồi. Vậy. Con bé. Làm cái gì vậy? Ai dám đụng cái Chôm Chân thì khỏi tới làm ở nông trường của tôi luôn. Nè 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 nè, mau lên mau lên. Thằng Bon, trời ơi, lâu quá không gặp, nhìn khác dữ hả mày? Anh ấy không phải là anh Bon đâu. Đây là Nai. Gì? Là ông chủ của con. Không phải của tôi. Không phải hả? Cô không được bao che cho Chôm Chân nữa. Cô có biết không, dân làng còng lưng làm việc mỗi ngày để trả số tiền lãi cao ngất ngưỡng cho ông chủ thép đều do cô ấy mà ra đó. Đúng rồi, chúng tôi nợ tiền ông chủ thép, mất nhà cửa đều là tại Chôm Chân. Đúng vậy, ba tôi áp lực tới mức tự sát cũng do cô mà ra đó. Tôi xin lỗi. Tôi thực sự không muốn để những chuyện đó xảy ra đâu. Tôi thực sự xin lỗi tất cả mọi người. Tôi không nghĩ là sẽ xảy ra chuyện lớn như vậy. Tôi xin lỗi. Không cần cô lại. Tôi không giận đâu. Tôi giết cô. Tôi giết cô. Đừng có. Thôi thôi. Đừng có. Có cái gì từ từ nói.
Bình tĩnh đi. Như vậy đủ rồi. Mặc dù Chim Chanh sai với mọi người, nhưng không thể chỉ trách mỗi mình cô ấy được. Nếu mọi người không ham vào sau một đêm, mọi người đã không bị Chim Chanh lừa. Anh, hơn nữa bây giờ Chim Chanh đã phải trả giá cho lỗi của cô. Hả? Chim Chanh cũng đã bị bắt. Hả? Và vừa ra khỏi tù. Chuyện này là sao? Cậu, cậu ngồi tù thiệt đó hả? Chim Chanh quay lại nơi này là vì cô ấy đã giấu một khoản tiền. Cô ấy định dùng số tiền đó để trả lại cho mọi người. Có vấn đề thì phải giải quyết, không được trốn tránh. Trả tiền sao? Không phải vậy đâu. Số tiền mà tôi giấu chỉ có 50.000, nhưng mà tôi nợ họ 500.000 bạc lận. 50.000? Cô cất công về đây chỉ vì 50.000 thôi hả? Nè nè nè, thì thầm cái gì vậy? Lệ Chân, vậy là cô có tiền ở đây thiệt đó hả? Có thì cũng có đó, nhưng chỉ có 50.000. 50? Cô nợ 500.000 mà chỉ có 50.000 thôi hả? Trời ơi. Giờ làm sao đây mọi người? Chôn Chăn nó không có tiền trả. Bây giờ như vậy được không mọi người? Mọi người tạm thời chi 50.000 trước đi. Tôi xin hứa với mọi người là sẽ mau chóng kiếm tiền trả số còn lại cho mọi người nha. Tôi không muốn ai phải gặp rắc rối vì tôi nữa. Kìa, mọi người, bây giờ phải tính làm sao đây? Thì tin cô ta một lần đi. Ít nhất cuối tháng này cũng có chút đỉnh trả cho ông chủ thép rồi. Thôi vậy cũng được đi. Vậy cũng được. Chăng, chúng tôi đồng ý là tạm thời lấy trước 50.000. Đành phải vậy thôi. Được, hết cách rồi, có còn hơn không. Ông Sarda Kitty Pongpaisan, tổng giám đốc công ty trang sức Paradise, và người thân gặp tai nạn, bị thương nặng. Sống dài thiệt mà. Mẹ ơi, mẹ đã biết chuyện chú Sarda vừa gặp tai nạn xe hơi nghiêm trọng chưa? Biết rồi, tôi chuẩn bị tới bệnh viện đây. Con đi cùng với. Không cần, cô đi cũng không giúp được gì. Ở trong nhà chăm sóc con trai tôi đi. Nay có liên lạc với cô không vậy? Dạ không, con đã cố gắng gửi tin nhắn rồi mẹ, nhưng anh ấy không đọc cũng không chịu trả lời. Cô thật sự không có lừa tôi đó chứ? Tại sao con phải lừa mẹ để làm gì chứ? Ai biết được, cũng từng một thời yêu đương mà. Biết đâu cô lại hoài niệm về mối tình cũ, đổi ý về phe nó thì sao đây? Con xin mẹ hãy tin tưởng con, giữa con và anh hai đã kết thúc từ lâu rồi. Người con yêu là anh Đê, và bây giờ không có ai quan trọng hơn anh Đê hết. Tôi đã lén đặt máy quay để đề phòng cô đánh tráo về chuyện Queen Mary. Không ngờ tôi lại được xem cảnh tượng bất ngờ hơn như vậy. Mẹ đã hiểu lầm con về chuyện đó rồi thưa mẹ. Tôi đã quá hiểu loại phụ nữ như cô rồi.
Rao Ta Quan. Loại người như cô không thể tin được. Nhưng cô đừng lo, tôi sẽ không nói chuyện này cho con trai tôi biết đâu. Tôi không muốn thấy con trai tôi phải đau lòng. Nhưng mà tôi cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Kể từ nay, cô phải làm theo tất cả mệnh lệnh của tôi. Nếu không thì cô sẽ mất tất cả. Cả Đê cũng sẽ mất. Mẹ muốn con làm cho mẹ những gì thì mẹ mới chịu tin con đây. Con có thể làm tất cả mà. Tốt. Lên trên lầu hầu hạ con trai tôi đi. Nó mệt cả ngày rồi. Nhớ phòng tránh cho kỹ. Tôi không muốn cháu tôi do cô sinh ra đâu. Bây giờ mọi người chúng ta chia nhau ra coi chừng. Không có để cho con nhỏ chăn nó lén mà chạy trốn nữa. Rồi ngày mai khi trời sáng á, mình sẽ đem cô ta đi đổi lấy tiền. Nè, chúng ta coi. Gì nữa vậy? Sao tự nhiên khiêng cái giường ra đây làm chi vậy ông nền? Trời ơi. Coi chừng. Tôi cũng muốn canh chừng để chăn nó không chạy trốn được chứ bộ. Trời ơi. Thôi đi. Ông tới để không chuyện thì có. Bà hiểu rõ tôi quá vậy. Sao? Nè. Đồ đâu rồi? Lấy tới đây mau lên. Dạ. Nè, cầm lấy. Sao dùm nha. Cởi dây đã. Tên tên. Thấy đường không? Rồi vô đây. Chờ xíu nữa ha. Bua làm được mà. Lúc chúng tôi còn học ở trên thành phố, cô ấy từng làm cứu hộ. Nhưng mà lâu rồi nên giờ phải tốn chút thời gian, đúng không? Phải, chờ chút, chờ chút xíu nữa thôi. Ừ. Qua, xong rồi. Bua, làm được rồi nè. Thật vui quá đi, sắp đòi được tiền. Bắt được chăng. Mèo mèo. Chúng ta đừng cô ta quá lâu rồi. Quá lâu rồi. Cuối cùng cũng bắt được rồi. Vui là vui quá. Chúng ta đợi quá lâu rồi. Xin lỗi chúng nhân. Có gì không? Hả? Có ai có cục sạc của dòng điện thoại thông minh này không vậy? Cái này hả? Không ai có cái loại này đâu. Người ở đây không có ai dùng điện thoại di động đâu. Thì ở đây làm gì có sóng mà xài chứ. Không có sóng hả? Đúng rồi. Có tin thiệt mà. Ở Thái Lan mà vẫn còn có chỗ không có sóng điện thoại luôn hả? Trời ơi. Nếu ở đây có ai muốn dùng điện thoại thì đi qua bên đó kìa. Cậu đi xuống ở dưới chân núi, chỗ quán Bắc Phong đó. Ủa, đi qua đó. Mấy cây số ha. Tới gãy chân. Gãy chân. Hôm nay chúng ta vui quá đi. Bắt được chân. Nè anh, muốn đi tắm không? Đây là của Bon. Tôi nhờ bua tới nhà anh ta lấy đó. Tôi nghĩ anh cần. Anh
Anh không thích nó hả? Đâu có. Khăn tắm ở bên dưới kia. Cảm ơn nha. Anh tắm xong rồi hả? Tôi văn mùng giúp anh rồi đó nha. Tối nay anh ngủ tạm ở đây đi. Chỗ này ở gần cửa sổ, chắc là sẽ dễ thở hơn đó. Còn tôi ngủ ở bên kia. Ngày mai tôi sẽ bảo tối tới đón anh. Ủa, không phải cô nói cô không muốn tách khỏi tôi sao? Anh rất mạnh mẽ, có thể tự bảo vệ mình được. Tôi mới chính là người kéo chân anh đó. Trước khi chia tay, tôi có lời muốn nói. Cảm ơn anh đã đưa tôi vào tù. Nếu như không có chuyện như vậy, có thể tôi còn chưa phân biệt được thiện ác. Có khi tới giờ tôi vẫn đang tiếp tục làm kẻ lừa đảo đó chứ. Nhưng còn một điều quan trọng hơn là có lẽ giờ tôi còn chưa biết anh Bon, người đàn ông mà tôi định dựa dẫm cả cuộc đời mình, thực ra không hề thật lòng với tôi. Tôi cũng không biết là cuộc đời của mình sau này sẽ ra sao nữa, nhưng tôi tin là sẽ tốt hơn trước đây. Cảm ơn anh. Tôi sẽ trở thành một người tốt hơn xưa. Gì vậy? Lập lời hứa, tôi sẽ trở thành người tốt hơn xưa. Nhưng nếu tôi không tìm được việc, tôi sẽ tới ứng tuyển công ty anh. Làm thư ký cũng được, tôi giỏi pha cà phê lắm đó.
nằm mơ đi. Ôi, nào cô, cô. Ôi. Ôi. Chắc không có mũi đâu, không gian màng cũng được, tôi ngủ dậy được rồi. Chuyện gì? Tìm được cậu ta rồi sao? Gửi video đi. Ai vậy anh? Chết, đàn em của anh. Anh nói cậu ta gửi băng video ghi hình camera của khách sạn lúc này được cô gái kia đi. Nếu như chúng ta biết cô gái kia là ai thì có thể tìm được họ rồi. Người phụ nữ này chính là cái người đã bị Nai tống vào tù mà. Em chắc chứ? Em chắc chắn. Hồi trước đây Nai đã từng chú ý tới cô ta. Trên báo có nói cô ta là người chiên rai. Chiên rai? Cậu đi. Dạ cậu đi. Đi điều tra rõ ràng, xem cô gái đi cùng với thằng Nai có họ hàng gì không và nhà ở đâu. Tôi đã điều tra ra rồi, cô ta tên là Chôm Chăng, bạn trai cô ta tên là Bon, sống ở Rang Sĩ. Chôm Chăng. Tốt, gửi địa chỉ bạn trai của cô ta cho tôi, chúng ta sẽ bắt đầu tìm kiếm tại đó. Dạ cậu đi. Thằng Nai. Làng biên giới.